Tiếp tục chương trình làm việc vào buổi chiều cùng ngày, Quốc hội đã tiến hành thảo luận trực tuyến về dự thảo Luật Điện ảnh sửa đổi. Dự thảo Luật Điện ảnh gồm 8 chương, 50 điều, trong đó kế thừa chỉnh lý sửa đổi và bổ sung 32 điều, quy định mới 18 điều so với Luật Điện ảnh hiện hành. Chương 6 về quảng bá xúc tiến phát triển điện ảnh, quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh bao gồm hai mục là chương mới so với Luật Điện ảnh hiện hành. Dự thảo luật đã loại bỏ phát hành phim là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Nội dung dự thảo luật chủ yếu quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, nguyên tắc của hoạt động điện ảnh, chính sách của nhà nước về phát triển điện ảnh, quyền và nghĩa vụ của cơ sở điện ảnh sản xuất phim, các thành viên trong đoàn làm phim. Góp ý vào dự thảo luật, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo quy định cụ thể trách nhiệm quản lý nhà nước về điện ảnh của chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh, quy định về quảng bá xúc tiến phát triển điện ảnh, những hành vi và nội dung bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh, sản xuất, phát hành phổ biến phim trên không gian mạng. Các đại biểu cũng nhấn mạnh cần nhìn nhận điện ảnh dưới góc độ vừa là một ngành nghệ thuật sáng tạo, vừa là ngành kinh tế, đặt trong tổng hòa mối quan hệ với nhiều ngành nghề khác. Luật cần bao quát toàn diện các vấn đề liên quan đến điện ảnh, bảo đảm phù hợp, đồng bộ, khả thi các quy định của luật bảo đảm nguyên tắc tuân thủ hiến pháp tôn trọng quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh tạo hành lang pháp lý thuận lợi khuyến khích sự tham gia của toàn xã hội huy động các nguồn lực tham gia phát triển ngành điện ảnh Đại biểu Khang Thị Bào, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cũng đã tham gia ý kiến đóng góp đề xuất thêm với cơ quan soạn thảo bổ sung điều luật quy định về quy trình sản xuất phim, như là phim sử dụng ngân sách nhà nước, trong đó xác định rõ bốn bước quan trọng đó là lập, phê duyệt kế hoạch làm phim, lựa chọn tác giả viết kịch bản, lựa chọn đơn vị sản xuất và nghiệm thu thanh toán. Về sản xuất phim, đại biểu Khang Thị Mào đề nghị cần áp dụng cả ba hình thức, đó là giao nhiệm vụ, đặt hàng và đấu thầu. Với việc quy định như vậy sẽ mở rộng và tạo cơ hội cho các đơn vị sản xuất, phim ngoài nhà nước được tiếp cận và thực hiện các dự án phim do ngân sách nhà nước chi trả. Từ đó tạo cơ hội cạnh tranh bình đẳng góp phần nâng cao chất lượng các dự án phim do ngân sách hỗ trợ. Đại biểu cũng đề nghị bỏ quy định về quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh, bổ sung thêm các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh, như vi phạm xúc phạm bôi nhọ văn hóa phong tục tập quán của các dân tộc thiểu số. Kết thúc phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phát biểu giải trình làm rõ các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.